Việt Thành xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự tối ngày thứ Bảy 20 tháng 7 năm 2024. Trong chương trình bình luận thời sự hôm nay, ngoài các tin tức liên quan tới vấn đề kinh tế chính trị xã hội Việt Nam, chúng tôi tới quý vị các bài phân tích mới nhất liên quan tới việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời và tại sao Bộ Chính trị và ông Tô Lâm vội vã công bố đi tìm ông Nguyễn Phú Trọng qua đời trái với các quy định. Đây là những cái thông tin được coi là tối mật. Điều đó thể hiện những cái ý đồ gì của ông Tô Lâm và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đối với ông Nguyễn Phú Trọng, một cái người trên cương vị Tổng Bí thư ba nhiệm kỳ với cái thời gian 13 năm 182 ngày. Và thưa quý vị, như thường lệ, chúng ta bắt đầu bằng cái nội dung liên quan tới bản tin thời sự. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng qua đời vào chiều ngày 19 tháng 7 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ở Hà Nội, truyền thông nhà nước đưa tin. Ông hưởng thọ 80 tuổi. Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được đảng, nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia y tế đầu ngành tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã từ trần. Báo Nhân dân dẫn thông tin từ Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương cho biết. Trước đó, hôm 18 tháng 7, Bộ Chính trị cho biết ông đang được điều trị tích cực và đã phân công Chủ tịch nước Tô Lâm tạm thời đảm nhiệm công tác của ông. Ông Lâm cùng tập thể Bộ Chính trị đã đến bệnh viện để trao huân chương sao vàng, huân chương cao quý nhất của đảng và nhà nước, cho ông Trọng. Sự ra đi của ông khép lại một kỷ nguyên mà quyền lực của Tổng Bí thư được củng cố chưa từng thấy kể từ những năm 1980. Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ông đã tiến hành công cuộc chống tham nhũng mang tính sống còn, vốn đã loại bỏ những quan chức tham nhũng và truy cứu trách nhiệm những nhà lãnh đạo lên tới các cấp cao nhất. Dưới cờ đỏ thiêng liêng của Tổ quốc. Lần đầu tiên đắc cử chức Tổng Bí thư vào năm 2011, ông được bầu vào nhiệm kỳ thứ hai 5 năm sau đó. Đến năm 2021, mặc dù đã quá tuổi và điều lệ đảng không cho phép, ông vẫn được tín nhiệm giao cho nhiệm kỳ thứ ba. Trước ông Trọng, chỉ có nhà lãnh đạo thời chiến Lê Duẩn làm Tổng Bí thư ba nhiệm kỳ liên tiếp. Với tầm ảnh hưởng lớn được ghi nhận ở cả trong và ngoài nước, ông Trọng để lại các di sản mang tính lịch sử. Chiến dịch bài trừ tham nhũng của ông đưa tới những xáo trộn chưa từng thấy ở thượng tầng chính trị Việt Nam. 7 trong số 18 ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm, trong đó có 2 chủ tịch nước và 1 chủ tịch quốc hội, đã buộc phải thôi chức chỉ trong 2 năm gần đây. Nhưng ông ra đi để lại một sự nghiệp dang dở. Vấn đề về nhân sự, ông cũng mong muốn là tìm được một người kế nhiệm đường hoàng, rồi được bầu lên làm Tổng Bí thư, rồi ông có thể ra đi. Nhưng cho đến bây giờ, tất cả những người ông đã gầy dựng, đã định hướng để được đưa lên thì cuối cùng cũng bị kỷ luật và ra về. Và chính cá nhân ông ấy thì ra đi vào trong lúc là đang còn cầm quyền và tất cả mọi sự đang còn dang dở trước một cái đại hội của Đảng Cộng sản. Thứ hai nữa là về cái công tác phòng chống tham nhũng của ông ấy, gọi là cái công cuộc đốt lò của ông ấy, thì thực tế là ông đã mở ra một cái hộp gọi là Pandora Box và bây giờ thì tất cả mọi người đều nhìn thấy cái công cuộc đốt lò này có thể diễn tiến mãi mãi không ngừng và bất cứ ai cũng có thể bị đem ra kỷ luật và cách chức hoặc là bị truy tố xét xử. Nhưng không phải là cái điều đó nó lại làm cho việc tham nhũng nó giảm đi, mà chẳng qua đây người ta đang sử dụng nó như một cái công cụ, như một cái phương tiện để hạ bệ lẫn nhau, tấn công lẫn nhau giữa các phe phái. Ông Trọng cũng được nhớ tới với chủ thuyết ngoại giao cây tre, giúp Việt Nam lèo lái linh hoạt những lợi ích của mình giữa những căng thẳng địa chính trị tăng cao giữa các siêu cường quốc. Ông trở thành Tổng Bí thư đầu tiên của Việt Nam đến thăm Tòa Bạch Ốc ở Mỹ vào năm 2015. Trong những tháng cuối đời, ông Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden chứng kiến sự nâng cấp quan hệ giữa hai nước cựu thù thời chiến tranh lạnh lên đối tác chiến lược toàn diện. Không lâu sau đó tại Hà Nội, ông cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai và làm sâu sắc hơn quan hệ với Nga trong một chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin. Nhưng khoảng thời gian ông Trọng cầm quyền chứng kiến những hạn chế nghiêm ngặt áp đặt lên người dân trong việc bày tỏ quan điểm bất đồng hay chỉ trích nhà nước và Đảng Cộng sản. Trong giai đoạn ông cầm quyền hơn một chục năm ấy, là những cái thời giai đoạn mà cái tiếng nói bất đồng bị bóp nghẹt
rất nhiều người đấu tranh cho tự do dân chủ bị bắt, bị kết án xét xử với những mức án rất là nặng nề. Và không những là những người về gọi là bất đồng chính kiến hay là đối lập với Đảng Cộng sản, mà ngay trong cái nội bộ của Đảng Cộng sản và những người làm về truyền thông chính thống của Đảng Cộng sản cũng cảm thấy là họ phải tự kiểm duyệt và tự kìm nén mình rất nhiều. Họ không có được cái sự tự do ngôn luận và không có được cái thoải mái trong việc đưa tin tức. Ông Trọng có tên trong danh sách của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF liệt kê những kẻ thù của tự do báo chí. Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Quốc tế có trụ sở tại Pháp này mô tả ông là kẻ săn mồi kể từ khi nhậm chức về phương diện bóp nghẹt quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận. Ông Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944 tại huyện Đông Anh, nay thuộc thành phố Hà Nội. Ông theo đuổi con đường nghiên cứu lý luận chính trị và bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ khoa xây dựng đảng thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Liên Xô đầu những năm 1980. Ông từng làm tổng biên tập tạp chí Cộng sản trước khi bước chân vào chính trường vào năm 1994. Những năm sau đó chứng kiến con đường thăng tiến nhanh chóng của ông trong hàng ngũ lãnh đạo đảng. Đỉnh cao sự nghiệp của ông là khi ông được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 vào năm 2011. Sự ra đi của ông để lại khoảng trống quyền lực khó lấp đầy vì Đảng Cộng sản chưa nhất trí được nhân sự kế nhiệm ông. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper ngày 19 tháng 7 ca ngợi công lao của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước sau khi tin tức ông qua đời được loan đi. Chính phủ Việt Nam đã ra thông báo chính thức nói rằng ông Trọng qua đời ở Hà Nội do tuổi cao bệnh nặng, ông hưởng thọ 80 tuổi. Chúng tôi vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới phu nhân, bà Ngô Thị Mận, cùng gia quyến của ngài và người dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn này. Đại sứ Knapper bày tỏ trong thông điệp đăng trên website của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội. Ông Knapper nói rằng, ông Trọng là nhà lãnh đạo có tầm nhìn và đã làm cầu nối giữa Việt Nam và Mỹ, cũng như toàn thể cộng đồng quốc tế trong suốt nhiều thập niên. Ông Trọng là người tiếp đón Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm Hà Nội hồi tháng 9 năm ngoái, khi hai nhà lãnh đạo nâng cấp mối quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện. Ông cũng là Tổng bí thư đầu tiên của Việt Nam đến thăm Nhà Trắng vào năm 2015. Ông Knapper nói Mỹ sẽ mãi mãi biết ơn sự lãnh đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Trong thời khắc đau buồn này, chúng ta hãy cùng nhau ghi nhớ tình hữu nghị tốt đẹp giữa người dân hai nước và cùng nhau tiếp tục hành trình này, đoàn kết với cam kết chung hướng tới một tương lai tươi sáng hơn, Đại sứ Mỹ nói. Trung Quốc hôm 18 tháng 7 phản đối việc Việt Nam đệ trình lên Ủy ban ranh giới thềm lục địa Liên Hợp Quốc hồ sơ về thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý của Việt Nam tại khu vực giữa Biển Đông. Tuyên bố của Việt Nam xâm phạm chủ quyền lãnh thổ cũng như quyền và lợi ích hàng hải của Trung Quốc, vi phạm luật pháp quốc tế bao gồm Hiến chương Liên Hợp Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói, "Chúng tôi kiên quyết phản đối và đã có những phản đối nghiêm túc đối với phía Việt Nam." Ông nói thêm. Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Việt Nam đã nộp hồ sơ lên Liên Hợp Quốc để khẳng định về ranh giới thềm lục địa mở rộng ở Biển Đông, một tháng sau khi nước láng giềng Philippines trong cùng khu vực có bước đi tương tự. Bộ nói việc này là để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của các quốc gia thành viên phù hợp với luật quốc tế về hàng hải. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì nói những đệ trình như vậy không có bất kỳ tác dụng thực tế nào, mà sẽ chỉ làm nổi bật những khác biệt và làm trầm trọng thêm những xích mích. Điều này sẽ không giúp giải quyết các tranh chấp. Trung Quốc sẽ vẫn cam kết giải quyết thỏa đáng các tranh chấp ở Biển Đông thông qua đối thoại và tham vấn với các bên liên quan. Ông Lâm nói. Liên tục chương trình chúng tôi tới quý vị các cái thông tin liên quan tới lễ tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và thưa quý vị, cuối cùng, truyền thông nhà nước Việt Nam đã đồng loạt đưa tin cho biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã qua đời vào trưa ngày 19 tháng 7 năm 2024. Tuy nhiên, những cái thông tin vừa kể được cho là thiếu xác thực so với các cái thông tin mà mạng xã hội cũng như các cái hãng truyền thông quốc tế cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã qua đời vào đêm ngày 18 tháng 7. Và thưa quý vị, sau khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, Bộ Chính trị đã ra một cái thông báo về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư. Theo đó, Chủ tịch nước Tô Lâm được Bộ Chính trị phân công chủ trì công việc lãnh đạo đảng trong cái giai đoạn thay thế cho Tổng Bí thư.
Tuy nhiên, một cái điểm đáng chú ý đó là Bộ Chính trị đã phá lệ thông báo về cái tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong khi các cái văn bản của nhà nước quy định tình trạng sức khỏe của lãnh đạo là những vấn đề bí mật. Mới nhất ngày 22 tháng 5 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ ông Trần Hồng Hà đã ký một cái quyết định liên quan tới danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực y tế. Theo đó, danh mục tối mật bao gồm hồ sơ bệnh án, các cái thông tin kết quả khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe của các thành viên Bộ Chính trị hay thành viên Ban Bí thư. Trong khi đó, 4 năm trước đây, Thủ tướng Chính phủ lúc đó là Nguyễn Xuân Phúc cũng ký ban hành một cái quy định số 1295 về danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực y tế. Theo quyết định của Nguyễn Xuân Phúc ký có liên quan tới sức khỏe của các thành viên Bộ Chính trị, thành viên Ban Bí thư. Theo đó, các tài liệu liên quan tới hồ sơ bệnh án, kết quả khám chữa bệnh, thông tin chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe là những cái danh mục tối mật. Thưa quý vị, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn luôn tuyên truyền họ làm cái nhà nước của dân, do dân và vì dân. Vậy mà sức khỏe của lãnh đạo lại là những cái vấn đề tối mật thì nó quả là những cái điều phi lý. Bởi vì người dân nếu thực sự bầu ra những cái lãnh đạo Việt Nam, tại sao họ không được quyền biết về cái sức khỏe của lãnh đạo? Và thưa quý vị, liên quan tới việc ông Nguyễn Phú Trọng qua đời trong ngày 18 tháng 7. Theo đó, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam công bố một quyết định trao huân chương sao vàng cho ông Nguyễn Phú Trọng. Đáng chú ý, truyền thông nhà nước không đưa ra bất kỳ một cái hình ảnh nào liên quan tới cái lễ trao tặng huân chương được cho là diễn ra tại Bệnh viện 108 quân đội. Và thưa quý vị, về việc Bộ Chính trị và Chủ tịch nước Tô Lâm quyết định công bố nhanh chóng việc ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, theo giới quan sát cho rằng sở dĩ lãnh đạo Việt Nam phải thông báo vì họ thấy cái tin ông Nguyễn Phú Trọng đã qua đời không thể giữ bí mật được nữa, trước sau nó cũng lọt ra ngoài. Và đặc biệt trong cái thời gian gần đây, những cái tin tức lọt lộ từ nội bộ lãnh đạo đảng tuôn ra trở thành cái vấn đề phổ biến, mà trong một cái bức thư gửi cho Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, ông Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu Bộ Công an phải sớm làm rõ và chấm dứt tình trạng vừa kể. Công luận trong và ngoài nước đều quan sát và người ta biết rất rõ tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất yếu và ông Trọng đến một cái giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, cho nên không cần phải bí mật gì nữa. Hơn nữa, ông Tô Lâm cũng muốn rốt ráo giải quyết cung tàng của ông Nguyễn Phú Trọng, kết thúc chóng vánh để Tô Lâm bắt đầu vào cuộc kiểm soát quyền lực trong nội bộ đảng. Ngoài ra, việc báo chí nhà nước đưa tin liên quan tới cái việc tăng thường huân chương sao vàng cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một cái tiền lệ chỉ dành cho những cái người đã qua đời, điều đó đã cho thấy lãnh đạo Việt Nam họ đang dọn đường cho một cái biến cố lớn. Theo đó, một là ông Nguyễn Phú Trọng thế ra đi theo cái quy luật sinh lão bệnh tử, ông Nguyễn Phú Trọng không thể cưỡng lại cái việc phải trao chức Tổng Bí thư cho một cái người kế vị, đó là ông Tô Lâm, và một cái người có quyền lực ảnh hưởng lớn nhất trong đảng hiện nay rõ ràng là ông Tô Lâm. Theo đó, thường trực Ban Bí thư ông Lương Cường không thể vượt qua. Đối với trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng thì tình hình sức khỏe lãnh đạo được cho là tối mật. Bảo Tô Lâm và lãnh đạo Cộng sản Việt Nam phá lệ thông báo ra, tức là đã có chuyện gạo đã nấu thành cơm, người ta phải thông báo như thế để người dân khỏi thấy bất ngờ. Chứ thực ra người dân còn biết trước cả truyền thông nhà nước 24 giờ. Và trước đây có hai lãnh đạo chết lúc đang đương chức, đó là ông Hồ Chí Minh và ông Lê Duẩn. Tương tự, ông Hồ Chí Minh chết ngày 2 tháng 9, nhưng người ta cũng bịa ra là chết ngày 3 tháng 9, làm cái điều ai cũng thấy. Và bây giờ trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng không phải làm cái trường hợp ngoại lệ. Ông Nguyễn Phú Trọng làm viên Bộ Chính trị từ năm 1997, là Bí thư Thành ủy Hà Nội từ cuối năm 2000. Ông Nguyễn Phú Trọng
từ năm 1960 chỉ là nhân viên văn phòng của tạp chí Cộng sản. Sau 31 năm, năm 1991, trở thành tổng biên tập tạp chí Cộng sản cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng không có vai trò nổi bật. Tuy nhiên, kể từ năm 1997 cho đến nay, ông Nguyễn Phú Trọng có những cái thăng tiến vượt bậc, đó là những vấn đề người ta nghi ngờ. Ông Nguyễn Phú Trọng có những sự can thiệp từ lãnh đạo Trung Quốc. Đánh giá về ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, theo giới quan sát, sắp tới đây Việt Nam tiếp tục chọn các cái giải pháp tình thế và các cái quyết định bất thường hay không, và mô hình tứ trụ của ông Nguyễn Phú Trọng còn có giá trị tiếp tục hay không. Trong khi đó, các cái quốc gia trong khu vực Đông Nam Á cũng như các cái đối tác chiến lược của Việt Nam đang được cho là chăm chú chờ đợi. Ông Nguyễn Phú Trọng có những cái bước ngoặt lớn trong công tác đối ngoại, làm cái điều không thể phủ nhận. Ông Nguyễn Phú Trọng là cái người thuộc thế hệ có tuổi trẻ thời chiến tranh Việt Nam, dù ông Nguyễn Phú Trọng không phải ra chiến trường. Có những cái đồn đoán cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng trốn nghĩa vụ. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng trong thời gian làm lãnh đạo nhà nước Việt Nam đã có đủ uy tín để thiết lập các cái quan hệ truyền thống với Trung Quốc, Nga, đặc biệt với các quốc gia phương Tây. Theo giới quan sát, ông Nguyễn Phú Trọng không chỉ thuyết phục được người Mỹ công nhận cái tính chính danh của hệ thống chính trị Cộng sản Việt Nam, mà người ta còn mời ông Nguyễn Phú Trọng sang thăm và Bạch Ốc như một cái nguyên thủ quốc gia. Các cái nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn khép lại tất cả các cái quá khứ tàn khốc của cuộc chiến Việt-Mỹ. Đây là cái thành công rất lớn của ông Nguyễn Phú Trọng trong quan hệ với Hoa Kỳ. Dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra cái dấu ấn nổi bật về công tác đối ngoại, đó là việc Việt Nam đã nâng cấp mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 2023 và tháng 12 cùng năm. Ông Nguyễn Phú Trọng đã ký với Tập Cận Bình một cái cam kết nhất trí xây dựng một cái cộng đồng chia sẻ tương lai với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Trọng có những dấu ấn trong đối ngoại khi đồng thời tiếp các cái cường quốc như Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên, theo giới phân tích, trong cái di sản đối ngoại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Phú Trọng làm được nhiều vấn đề, nhưng một cái vấn đề quan trọng nhất đó là Nguyễn Phú Trọng đã bỏ các cái cơ hội để Việt Nam có thể trở thành một quốc gia tự cường và hùng mạnh hơn, thay vì lệ thuộc vào Trung Quốc như hiện nay. Trong khi đó, theo giới quan sát, ông Nguyễn Phú Trọng là cái nhân vật quá thân Trung Quốc. Ông Trọng được xem là cái nhân vật có quan hệ thân tình với lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng bắt đầu gần cùng một thời điểm. Ông Tập Cận Bình nắm quyền sau ông Nguyễn Phú Trọng hơn một năm và cùng phá lệ để nắm một cái nhiệm kỳ thứ ba. Hai ông cùng phát động cái chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt ở mỗi nước, và chiến dịch đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng thực ra làm cái bản sao từ chiến dịch đào hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình. Hai mục tiêu trăm năm được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề ra cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi ông Tập Cận Bình đề ra hai mục tiêu trăm năm cho Đảng Cộng sản Trung Quốc trước đó, sau khi lên nắm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2011, đến tháng 10 năm đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã dẫn một cái phái đoàn hùng hậu gồm nhiều ủy viên Bộ Chính trị sang thăm Trung Quốc. Khi đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã tiếp xúc với ông Tập Cận Bình, lúc đó chỉ là Phó Chủ tịch Trung Quốc mà thôi. Đến tháng 12 cùng năm 2011, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình sang thăm Hà Nội gặp ông Nguyễn Phú Trọng. Được biết, sau khi làm Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã tới Việt Nam vào các năm 2015, 2017 và 2023. Đặc biệt, Việt Nam làm cái quốc gia châu Á duy nhất mà Tập Cận Bình tới thăm và làm cái quốc gia thứ hai trên thế giới Tập Cận Bình tới thăm chính thức trong năm 2023 sau Cộng hòa Liên bang Nga mà thôi. Về phần mình, ông Nguyễn Phú Trọng ngoài chuyến thăm Trung Quốc năm 2011, ông Nguyễn Phú Trọng còn được Tập Cận Bình mời sang Trung Quốc trong các chuyến thăm liên tiếp
trong các năm 2015, 2017, 2022 và đặc biệt một cái chuyến thăm vào cuối tháng 10 năm 2022 diễn ra ngay sau khi kết thúc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 và ông Nguyễn Phú Trọng làm cái lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới Bắc Kinh được Tập Cận Bình tiếp đón sau khi ông Tập Cận Bình trở thành Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiệm kỳ thứ 3. Tổng cộng ông Trọng và ông Tập gặp nhau 8 lần trên các cái cương vị chính thức trong các cái cuộc gặp dù ở Hà Nội hay Bắc Kinh. Hai nhà lãnh đạo có những cái hành, hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Việt Nam đã hình thành một cái thông lệ được cho là uống trà và đàm đạo. Trong đó ông Nguyễn Phú Trọng không giấu giếm một cái sự nịnh bợ đối với lãnh đạo Trung Quốc khi cho rằng trà Trung Quốc ngon hơn trà Việt Nam. Và thưa quý vị, liên quan tới cái việc ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, tác giả David Brown trong cái bài bình luận liên quan tới sự kiện vừa đây, theo tác giả trong cái bài bình luận trên trang Asia Sentinel với tiêu đề kết thúc của cái cuộc thập tự trình cải cách của Nguyễn Phú Trọng hay không. Theo tác giả David Brown, ông Nguyễn Phú Trọng, người giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2011 đã qua đời sau khi lật đổ một cái kẻ dám thách thức ông Trọng vào cái đêm trước Đại hội Đảng lần thứ 12 năm 2016, bất chấp việc ông Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ vào giữa năm 2019, song Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện một cái quyền lực không bị đối chọi cho tới những cái phút giây cuối cùng. Theo tác giả câu chuyện ban đầu chúng tôi bắt đầu ở cái mùa xuân năm nay có những thông tin cho rằng Trọng đang điều trị trong phòng ICU, đó là cái phòng chăm sóc sức khỏe đặc biệt tại Bệnh viện Quân y 108. Ông Trọng thường xuyên qua đêm ở đó, phòng khi cần phải chăm sóc y tế ngay lập tức. Nguyễn Phú Trọng đã bỏ qua không gặp các lãnh đạo nước ngoài vào đầu năm 2024 cũng như cuối năm 2023. Thậm chí, ông Nguyễn Phú Trọng đã gửi chuyến thăm Hoa Kỳ theo kế hoạch. Trong cái tấm ảnh cuối cùng, ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trước truyền thông Việt Nam. Đó là ảnh ông Trọng và Tổng thống Nga Putin chụp chiều ngày 20 tháng 6 đã cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng ngồi sụp xuống ghế. Không ngạc nhiên khi bức ảnh này là tấm hình của Sputnik News, một cái cơ quan truyền thông của Nga không được truyền thông nhà nước Việt Nam công bố. Thông cáo do các cái cơ quan cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam về việc ông Nguyễn Phú Trọng qua đời làm cái sự kiện chưa từng có với lý do để Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tập trung điều trị tích cực để đảm bảo công tác điều hành chung. Và Bộ Chính trị đã phân công cho đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, chủ trì công việc trong nội bộ đảng. Theo tác giả báo chí Việt Nam Dĩ Nhiên đưa tin, thì nhận nhiệm vụ này và ông Tô Lâm bày tỏ một cái quyết tâm vững chắc, đó là tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng và các hành vi tiêu cực trong nội bộ đảng. Nhiệm kỳ Tổng Bí thư lâu dài hơn 13 năm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh dấu bằng cái chiến dịch không mệt mỏi với mục tiêu thành lập những cái kẻ được cho là trời cứu, loại bỏ ra khỏi đảng cầm quyền duy nhất ở Việt Nam hiện nay. Và ông Nguyễn Phú Trọng được người ta thừa nhận là cái người liêm chính không tì vết, như Asia, như tạp chí Asia Sentinel đã tường thuật vào năm 2022 mô tả. Trọng là một cái người thực sự ấn tượng, một cái nhà lãnh đạo lâu năm không có dấu vết về những cái tầm vóc lớn. Với cái dáng vẻ kiều già cả và cái lối sống khiêm tốn của ông khiến cho người ta dễ ngộ nhận ông Trọng làm cái nhân vật sắt đá. Theo tác giả, trong cái thập kỷ cầm quyền, ông Nguyễn Phú Trọng không hề tỏ ra thương xót các cái đối thủ nặng ký của đảng, thậm chí các cái đồng chí lâu năm của mình bị phát hiện đã đổi trác các em sủng lấy tiền bạc hay vật chất. Có lẽ còn tệ hơn khi ông Trọng bị phát hiện đang ấp ủ những cái nghi ngờ về học thuyết Marx Lenin. Theo tác giả, chúng tôi đưa ra những cái nhận xét trong thời đại đầy hoài nghi, nhưng Trọng là cái người có lòng tin thật sự
và chưa bao giờ chậm dao động trong niềm tin của mình khi cho rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội theo kiểu Lenin trong một cái đảng tiên phong thực hiện một cái quyền làm chủ của nhân dân mới có thể đưa Việt Nam tới một cái xã hội theo xu hướng có chất lượng mới. Và Nguyễn Phú Trọng là cái người đã kết luận cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam phải chứng minh một cái tính chính đáng về mặt đạo đức của họ bằng việc loại bỏ những cái kẻ tham nhũng và tụt hậu. Trong một cái phát biểu với Ban Chấp hành Trung ương tháng 10 năm 2016, ông Trọng lúc đó đã đưa ra một ý kiến cho rằng một số lượng lớn các cái lãnh đạo đã xuống cấp về mặt tư tưởng, đạo đức và lối sống. Thậm chí ông Nguyễn Phú Trọng đã chỉ trích những nhân việc này còn đi xa hơn tới cái mức đòi đa nguyên, kêu gọi phân quyền và ca ngợi xã hội dân sự. Theo ông Nguyễn Phú Trọng, đó là những cái kẻ lợi dụng truyền thông và mạng xã hội để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, sau 6 năm, theo thống kê của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, việc tham nhũng hay lạm dụng chức vụ bị truy tố lên tới hàng vạn và 175.000 đảng viên bị kỷ luật thanh trừng liên quan tới hai phó thủ tướng và chủ tịch nước ông Nguyễn Xuân Phúc bị bãi chức đầu năm 2023 theo tác giả David Brown. Ông Trọng đã cảm thấy ông không còn nhiều thời gian và ông Nguyễn Phú Trọng đã qua đời. Bây giờ, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Chủ tịch nước Tô Lâm đã nắm tới một cơ hội để gạt sang một bên những ai có ý định kế nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm lãnh đạo Đảng. Và từng người một, Tô Lâm liên kết với những ứng viên tiềm năng cho vị trí này. Theo đó, với những vụ bê bối kéo dài cả thập kỷ hay lâu hơn, ông Tô Lâm đã lập hồ sơ để đưa ra các bằng chứng như Võ Văn Thưởng, một cái nhân vật kế nhiệm của Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị chủ tịch nước, được cho làm cái nhân vật thân cận của Nguyễn Phú Trọng, cũng phải ra đi. Sau đó là ông Vương Đình Huệ, một cái nhân vật ứng viên sáng giá cho chức vụ Tổng Bí thư thay thế cho ông Nguyễn Phú Trọng, cũng phải làm ơn xin bỏ hết các cái chức vụ và xin được nghỉ hưu. Và bây giờ một cái trở ngại duy nhất cản trở ông Tô Lâm thăng tiến lên chức vụ Tổng Bí thư đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính. Theo đó, cả Lâm và Chính đều có cái thời gian làm việc đáng kể ở Bộ Công an Việt Nam, nhưng điều đó đã khiến họ không trở thành đồng minh. Chính rời Bộ Công an vào năm 2011, sau đó đảm trách chức vụ Bí thư Quảng Ninh trước khi được bổ nhiệm làm Thủ tướng vào tháng 5 năm 2021, trong khi Tô Lâm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ năm 2010 tới năm 2016, sau đó giữ chức Bộ trưởng cho đến khi được bầu làm Chủ tịch nước. Theo tác giả, rõ ràng Tô Lâm đã có một cái cơ hội tuyệt vời để chấn chỉnh xây dựng Bộ Công an, đặc biệt một cái bộ phận thu thập thông tin tình báo ngay từ đầu. Và Tô Lâm đã làm được điều đó. Theo tác giả, bắt đầu một cái thời kỳ hậu Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm sẽ nổi lên và người ta hy vọng có những cái thay đổi lớn lao. Tiếp tục chương trình, chúng tôi tới quý vị một cái bài bình luận quan trọng về tương lai chính trị Việt Nam sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Tại sao giới phân tích đưa ra những cái bình luận bi quan khi cho rằng thời kỳ hậu Nguyễn Phú Trọng sẽ là một cái trường bất định của chính trị Việt Nam? Theo giới quan sát, đó là những cái nhận định được cho là rất đáng lo ngại. Theo đó, với tư cách người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng là một cái nhân vật được cho là có công duy trì sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam và giữ vững quyền lực độc tôn của đảng này. Vì vậy, Nguyễn Phú Trọng thường áp dụng một cách tiếp cận cứng rắn đối với các cái mối đe dọa được nhận thấy đối với vấn đề an ninh quốc gia. Chính Nguyễn Phú Trọng là một cái nhân vật tạo nên một cái chế độ công an trị ở Việt Nam mà Tô Lâm chỉ làm cái người thực thi, chứ không phải như những cái ngộ nhận khi cho rằng Tô Lâm thiết lập một cái chế độ công an trị ở Việt Nam theo mô hình của Liên bang Nga và Trung Quốc. Theo đó, dưới sự giám sát của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các cơ quan nội vụ
của Việt Nam như Bộ Công an, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã được tăng cường các cái quyền lực để phục vụ cho công tác chống tham nhũng, và người ta cũng nhấn mạnh vào cái việc phục hồi một cái hệ tư tưởng, coi đó là một phương tiện ngăn chặn sự suy thoái đạo đức của các lãnh đạo cấp cao. Những cái hành động vừa kể đã dẫn tới một cuộc chấn áp dưới danh nghĩa chống tham nhũng trên diện rộng và thắt chặt các lĩnh vực công ở Việt Nam như đã thấy. Tuy nhiên, Nguyễn Phú Trọng củng cố quyền lực trong chiến dịch chống tham nhũng của ông là đã gây ra những cái hậu quả bất ngờ và làm suy yếu chính các cái thể chế mà ông Nguyễn Phú Trọng đang tìm mọi cách để củng cố. Sự thống trị của Nguyễn Phú Trọng đã dẫn tới việc tập trung các cái quyền quyết định và bộ chính trị vào chính bản thân Tổng Bí thư, và từ đó làm suy yếu năng lực của Ban Chấp hành Trung ương, đồng thời làm xói mòn một cái nguyên tắc lãnh đạo tập thể. Những cái vấn đề như vậy có thể giải quyết được miễn ông Trọng vẫn nắm quyền với tư cách một cái nhà lãnh đạo được coi là nhân từ với một cái lực lượng trong đảng đoàn kết thống nhất. Nhưng khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời vắng mặt thì việc duy trì một cái hệ thống như vậy khó có thể thực hiện được, đồng thời nó là một cái thách thức đối với bất kỳ một cái người nào vùi vào thay thế cho ông Trọng. Đặc biệt, sự ra đi của Nguyễn Phú Trọng khép lại một cái kỷ nguyên mà quyền lực của Tổng Bí thư được củng cố chưa từng thấy kể từ năm 1980 cho tới nay. Là Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành một cái công cuộc chống tham nhũng mang tính sống còn, đã loại bỏ hàng loạt các cái quan chức tham nhũng, truy cứu những cái lãnh đạo cấp cao nhất. Ông Nguyễn Phú Trọng được cho làm cái nhân vật có quyền lực cao nhất kể từ sau thời Tổng Bí thư Lê Duẩn. Và trước ông Nguyễn Phú Trọng chỉ có một cái lãnh đạo thời chiến, đó là ông Lê Duẩn, làm Tổng Bí thư liên tiếp 3 nhiệm kỳ. Nguyễn Phú Trọng là cái người thứ hai của lịch sử Việt Nam giữ 3 vai trò lãnh đạo hàng đầu, đó là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội sau ông Trường Chinh. Tuy nhiên, công cuộc chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái thất bại đáng chú ý, 8 ủy viên Bộ Chính trị, trong đó có cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thường, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai đã bị cách chức. Và để dễ so sánh, từ năm 1986 tới năm 2016, một cái thời gian không hề có thành viên ủy viên Bộ Chính trị nào bị cách chức vì tham nhũng. Vậy mà trong 3 năm của Đại hội 13 đã có tới 8 lãnh đạo ủy viên Bộ Chính trị phải ra đi, và thực vị một vấn đề quan trọng nhất, đó là ai sẽ thay thế cho ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là cái câu hỏi người ta đặt ngay sau khi có tin ông Nguyễn Phú Trọng qua đời. Ở đây chúng tôi phải nói rõ, một số đồng những cái người Việt Nam quan tâm tới chính trị nghĩ rằng ông Tô Lâm thay thế ông Nguyễn Phú Trọng là cái vấn đề đương nhiên. Điều đó không sai, nhưng ông Tô Lâm thay thế cho ông Nguyễn Phú Trọng theo yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, theo quy định Đảng Cộng sản Việt Nam thì ông Tô Lâm vẫn phải trải qua các cái cuộc họp bất thường của Ban Chấp hành Trung ương để thống nhất làm cái nghị quyết cho ông Tô Lâm thay thế ông Nguyễn Phú Trọng tạm thời từ nay tới hết Đại hội 13. Theo giới phân tích, khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời sẽ đẻ ra một cái khoảng trống quyền lực và sẽ dẫn tới những cái cuộc đấu đá tranh chấp nội bộ ngầm để chiếm ghế Tổng Bí thư. Theo đó, Chủ tịch nước Tô Lâm cầm trịch theo sự phân công của Bộ Chính trị. Ông Tô Lâm không còn nhiều đối thủ nên ông Tô Lâm có thể nói ở một thế thượng phong. Ông Tô Lâm nắm trọn quyền lực khi ông đã cài được hàng loạt các tay chân vào các cái vị trí then chốt trong bộ máy lãnh đạo của Đảng. Đó là Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc, trong khi các cái phe phái trong Đảng có chịu để cho một mình Tô Lâm, một mình một ngựa leo lên ghế Tổng Bí thư hay không. Đây là một cái diễn biến chưa từng có tiền lệ và chắc chắn Tô Lâm không dễ. Nhưng dù sao, cái chết của Nguyễn Phú Trọng đã chấm dứt một cái giai đoạn. Theo đó, phiên bản Cộng sản hay xã hội chủ nghĩa nào đó chấm dứt và bị cáo trùng
và những cái gì tiếp diễn sẽ rất khó đoán. Tuy nhiên, với một cái hệ thống cai trị cộng sản vẫn còn đó, nhưng chắc chắn không còn cái vỏ bọc ý thức hệ như thời Nguyễn Phú Trọng. Đó là các vấn đề về lý tưởng chủ nghĩa Mác Lênin. Theo đó, giờ đây Việt Nam phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng người kế vị và quyền lực vô song của ông Nguyễn Phú Trọng xuất phát từ những cái danh tiếng trong sạch, thâm niên và cái thời gian quản lý lâu dài đã tạo ra những cái khó khăn cho tôi lùm khó có thể lấp đầy. Và nếu như Nguyễn Phú Trọng qua đời trước khi kết thúc nhiệm kỳ Đại hội 13, Nguyễn Phú Trọng không thể vạch ra cái kế hoạch cho Đại hội Đảng lần thứ 14. Và Bộ Chính trị phải lựa chọn một cái nhân vật kế nhiệm trong số họ. Theo đó, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ trở thành Tổng Bí thư lâm thời, khi ông Tô Lâm đang giữ chức vụ ủy viên cấp cao thứ hai trong bộ máy lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, theo giới phân tích, điều này đặt ra một số câu hỏi đầy thách thức cho tương lai của Đảng Cộng sản Việt Nam và quyền lực của ông Tô Lâm. Theo đó, đầu tiên Bộ Chính trị sẽ phải quyết định bầu một cái Tổng Bí thư mới hay tiếp tục duy trì cái chức vụ Tổng Bí thư lâm thời cho đến Đại hội Đảng 14 tiếp theo vào năm 2026. Nếu bầu một cái Tổng Bí thư mới, thì bà lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng, đó là Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư ông Lương Cường có thể trở thành những cái lựa chọn chính. Một cái phương án thứ hai đó là nếu Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư mới, thì Tô Lâm tiếp tục giữ chức Chủ tịch nước và kiêm một cách hiệu quả hai chức vụ theo mô hình nhất thể hóa như Tập Cận Bình đã làm ở Trung Quốc, hay theo cái cơ chế lãnh đạo tứ trụ cũ dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng, bao gồm các chức vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Một cái phương án thứ ba, liệu giới tình hòa chính trị trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam họ sẽ tập hợp xung quanh ông Tô Lâm hay không, hay việc đấu đá nội bộ tiếp tục diễn ra cái gay gắt cho tới năm 2026, năm tổ chức Đại hội 14, và việc ông Nguyễn Phú Trọng không lập được một cái nhân vật kế nhiệm cho ông ta là những sai sót lớn nhất trong cái nhiệm kỳ 13 năm Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, bất kể ai kế nhiệm cho ông Nguyễn Phú Trọng thì một cái vấn đề không có những cái thay đổi lớn trong chính sách kinh tế và đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cuối cùng, việc bảo vệ cái sự cai trị của Đảng sẽ là ưu tiên chính của lãnh đạo mới, giống như ông Nguyễn Phú Trọng đã từng làm trước đây. Theo giới phân tích, một cái lãnh đạo tiếp theo của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có nhiều điều để học hỏi từ những chiến lược thành công của Nguyễn Phú Trọng, và chiến lược đó đã có phần đáng kể vào sự trỗi dậy của Việt Nam và tính hợp pháp chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, thưa quý vị, theo giới phân tích cho rằng sau ông Nguyễn Phú Trọng sẽ làm cái trường bất định cho chính trị Việt Nam. Tại sao lại nói như vậy? Trong một bài bình luận của tác giả nhà báo Trần Đông Hà với tiêu đề vừa kể, theo tác giả, trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như Việt Nam hiện nay, vào cái giai đoạn hậu Nguyễn Phú Trọng tới đây, thật khó có thể vạch ra một cái ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và sự khởi đầu. Một trong những cái câu hỏi lớn nhất mà giới quan sát gần đây quan tâm và đặt ra, đó là dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp tới đây còn có được mùi cùi lửa hay không? Đây là cái điểm bất định đầu tiên. Theo tác giả, chẳng ai dám đưa ra những cái lời dự báo chắc chắn và câu trả lời. Trong khi đó, giới phân tích nói về cái sự toàn thắng của ông Tô Lâm, tân chủ tịch nước. Ông Tô Lâm như mấy ai trả lời được một câu hỏi thật sự rành rọi. Theo đó, Tô Lâm sẽ giảm nhiệt một cái lò bát quái của Nguyễn Phú Trọng hay không? Hay tân chủ tịch nước sẽ tăng cái nhiệt, tiếp tục đốt các cái bầy sâu bự nhằm dẹp nốt mọi mầm mống chống đối Tô Lâm trên con đường tiến tới chiếc ghế cựu trùm khó tình Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam,
và điều rõ thể nhất đó là Tô Lâm sẽ nhất thể hóa hai ngôi vị Tổng Bí thư và Chủ tịch nước lại là một. Tuy nhiên những cái câu hỏi đó đều là những vấn đề đặt ra quá sớm để đưa ra một cái câu trả lời vào lúc này. Một cái vấn đề thứ hai đó là điều bất định thứ hai trong tương lai tới đây là gì? Theo tác giả Trần Đông Hà chưa thể khẳng định một cái giai đoạn lịch sử mới đang ló dạng là sự kiện Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam công bố những cái tin tức về lễ cung tàm cách nhanh chóng hay việc ông Nguyễn Phú Trọng được tặng thưởng huân chương sao vàng. Nhưng rõ ràng ông Nguyễn Phú Trọng làm cái sự kiện đặc biệt, theo đó sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng không còn là bí mật quốc gia, và đến nay nó chỉ thu hút những cái sự quan tâm của một cái bộ phận dân chúng và xã hội mà thôi. Đơn giản vì những cái sự kiện đấy chưa nêu bật được các xu hướng nổi trội trong dài hạn, ít nhất từ nay tới Hội nghị Trung ương 10. Khi đó người ta sẽ bầu ra một Tổng Bí thư mới, mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần mà trước đó đã không diễn ra bất kỳ một cái nghi thức nào mang tính từ chức công khai, chỉ đưa ra bởi một cái thông báo chính thức của Bộ Chính trị, và đây là một cái nguồn gốc gây ra rất nhiều những sự hoài nghi. Một cái vấn đề bất định thứ ba đó là tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam không tuân thủ theo nguyên tắc điều lệ đề cử thường trực Ban Bí thư, tức Phó Tổng Bí thư Lương Cường, thay thế Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng để điều hành hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, ít nhất cho đến Hội nghị Trung ương lần thứ 10. Theo tác giả, lịch sử gần đây có những cái tiền lệ Ban Chấp hành Trung ương đã phủ quyết đề xuất của Bộ Chính trị khi định kỷ luật đồng chí, tức cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, và ông Nguyễn Phú Trọng đã phải khóc trước ống kính truyền hình tại Hội nghị Trung ương 6 khóa 11. Và tương tự các cái đồng chí ủy viên Trung ương tại Đại hội 13 đã phủ quyết ý định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc bôn thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lên làm cái người thừa kế thay thế cho ông Trọng tại Đại hội 13. Đó là chưa nói từ nay tới Hội nghị Trung ương 10, thậm chí có thể cả sớm hơn, đến Đại hội 14 còn bao nhiêu nước chảy qua cầu. Đó là sự chống đối tích cực của các phe cánh trong đảng, đặc biệt phe Nghệ Tĩnh, đến trên rết thế lực chính trị khác của ông Nguyễn Phú Trọng. Liệu tất cả sẽ quy phục tân Chủ tịch nước Tô Lâm trong một sớm một chiều hay không? Một cái bất định thứ tư theo tác giả, đường lối đối nội và đối ngoại tới đây của tân Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ là gì? Và dư luận còn nhớ, sáng 10 tháng 1 năm 2024, khi đó ông Tô Lâm đã tiếp một cái đại biểu Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, ông Trần Tư Nguyên. Ông Tô Lâm đã đề nghị tăng cường trao đổi về các cái vấn đề lý luận thực tiễn liên quan tới chủ nghĩa xã hội, liên quan tới đảng cầm quyền, cơ chế lãnh đạo của đảng, nhà nước quản lý. Đó là lý do theo tác giả, đối với ông Tô Lâm, một cái kịch bản đào hổ diệt ruồi sao chép từ Trung Quốc của ông Nguyễn Phú Trọng có thể chưa đủ, mà tân Chủ tịch nước tương lai bây giờ muốn có cái bản sao hoàn thiện hơn về đường hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chưa hết, ngày 17 tháng 2 năm 2024, trên toàn quốc Việt Nam làm ngày khởi đầu cho những cái tuần, những cái tháng dỗ tập thể để tưởng niệm cho hàng vạn dân thường và bộ đội Việt Nam đã bỏ mạng hy sinh trong cuộc chiến tranh xâm lược từ biên kề biên giới. Và Tô Lâm có một cái hành động khác thường, đó là tối ngày 17 tháng 2 năm 2024, tại nhà hát Hồ Gươm giữa trung tâm thủ đô Hà Nội, Đại tướng Công an Tô Lâm đã linh đình tổ chức một cái bữa tiệc âm nhạc chào xuân Giáp Thìn. Vì đó báo chí ngành công an đã ca ngợi Tô Lâm bốc ông lên tận mây xanh, cho rằng đó là bữa đại tiệc âm nhạc, và coi đó là ngày khởi đầu cho đại lễ dỗ tập thể, mang một cái màu sắc được đánh giá tinh tế sang trọng và đậm sắc xuân. Chưa hết, một cái vấn đề bất định thứ năm đó là cái làn sóng phản ứng quốc tế đối với sự liên hôn của Tô Lâm về mặt đảng lẫn chính quyền sẽ ra sao, khi ai cũng biết tân chủ nước
dịp tân chủ tịch nước Tô Lâm nhậm chức, hầu như rất ít các nguyên thủ quốc gia trên thế giới gửi điện mừng. Và lần này theo những nguồn tin nội bộ không thể tiết lộ danh chính, đã cho biết Bộ Chính trị có một cái kế hoạch tổ chức một cái đại tang cho Nguyễn Phú Trọng hoành tráng với sự có mặt của các đoàn khách quốc tế, hay ít là có các đại diện của các đoàn ngoại giao phương Tây tham dự. Nhưng các thăm dò qua đường ngoại giao đã cho thấy sự chấp nhận lời mời tới Hà Nội dự quốc tang ông Nguyễn Phú Trọng có những dấu hiệu không mấy thuận lợi, và người ta chưa rõ quyết định sau cùng của ban lãnh đạo Ba Đình sẽ ra sao. Và nếu cái quốc tang chỉ có sự hiện diện của các quốc gia độc tài, đó là Trung Quốc, Nga, Bắc Triều Tiên hay Lào, Campuchia tham dự, thì rõ ràng quá hẹp. Chưa hết, một cái vấn đề sau quốc tang, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ được cô chôn cất ở đâu, sẽ đưa về quê hương Đông Anh theo nguyện vọng của gia đình hay lên Tam Đảo theo yêu cầu của Bộ Chính trị cũng là cái vấn đề đại sự. Và rõ ràng ông Nguyễn Phú Trọng đã chết trên ngai vàng và đạt được cái giấc mơ đã trở thành hiện thực. Tuy nhiên các cái kế hoạch khác của Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị để ngồi lại nhiệm kỳ thứ tư coi như đã bị giang dở. Và một cái di sản Nguyễn Phú Trọng để lại còn hàng loạt các vấn đề cho hệ thống chính trị Việt Nam mà ông Nguyễn Phú Trọng ra đi bỏ lại Tô Lâm là cái người phải dọn dẹp. Tổng kết di sản của một cái đế vương cần phải có một cái sự khách quan của các cái sử quan của chế độ. Điều này là một cái điều rất khó thực thi, vì hiện nay các cái thông tin chính thống đều phải viết theo chỉ đạo của Đảng. Đó là lý do tại sao mọi tư duy bản biện đều bị cấm, thậm chí bị cáo buộc tội hình sự. Và đời sau người ta sẽ nhớ gì về ông Nguyễn Phú Trọng? Mà theo tiến sĩ Nguyễn Quang Hà, di sản của Nguyễn Phú Trọng đó là cái kẻ tham quyền cũ vị, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin một cách mù quáng, còn công cuộc chống tham nhũng thì đã thất bại hoàn toàn. Những cái di sản về đối ngoại thì chẳng phải riêng của Nguyễn Phú Trọng, mà đó là cái quyết định của tập thể. Mà ra liên quan tới vấn đề vì sao trước hội nghị Trung ương 10 sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây, đấu đá nội bộ sẽ quyết liệt chưa từng thấy, thậm chí có thể nói là một cái cuộc đấu tranh, cuộc đấu đá tranh giành quyền lực đẫm máu. Tại sao lại nói như vậy? Bởi một lý do sự mất đoàn kết trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đã tới một cái mức một mất một còn, như những cái kẻ không đội trời chung đối xử với nhau, mà đấu đá tranh giành với cái đà tiến triển như hiện nay thì không bao giờ có hồi kết. Và thưa quý vị, một cái câu chuyện đầu tiên thể hiện một cái sự quyết liệt, đó là Bộ Công an quyết định khởi tố bắt đại biểu Quốc hội ông Lê Thanh Vân. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết đồng ý cho Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc, đồng thời tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Thanh Vân. Theo giới thạo tin, ông Lê Thanh Vân là một đại biểu Quốc hội thường có những cái phát biểu gay gắt và gai góc tại nghị trường. Ông Lê Thanh Vân gần đây đã phát biểu về các vấn đề phải coi cán bộ không làm gì là vi phạm pháp luật, phải tổng thể thực hiện cải cách thể chế, đề nghị tổng kiểm tra bằng cấp thạc sĩ tiến sĩ của cán bộ các cấp. Trong khi đó đề nghị ông Lê Thanh Vân những yếu tố nhạy cảm như vậy, đặc biệt liên quan tới việc quan chức sử dụng bằng giả, người ta chưa kiểm tra bằng của ai thì người ta đã bắt ra mông, khởi tố tước quyền đại biểu Quốc hội. Trở lại một cái câu hỏi vì sao trước Trung ương 10 đấu đá nội bộ rất quyết liệt chưa từng thấy. Và như quý vị đã biết, theo kế hoạch Hội nghị Trung ương 10 khóa 13 sẽ khai mạc vào đầu tháng 10 năm 2024 với một cái nội dung trọng tâm nhất của hội nghị lần này là bàn về công tác nhân sự chủ chốt cho lãnh đạo đảng. Nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Hội nghị Trung ương 10 diễn ra trong cái bối cảnh chính trường Việt Nam xáo trộn chưa từng thấy,
Kể từ đầu năm 2024, hàng loạt tới 7 nhân sự lãnh đạo cấp cao, ủy viên Bộ Chính trị đã lũ lượt ra đi. Tuy nhiên, đây chưa phải là những cái con số cuối cùng, mà số ủy viên Bộ Chính trị sẽ tiếp tục ra đi trong thời gian 17 tháng tới đây. Đó là 17 tháng còn lại của nhiệm kỳ Đại hội khóa 13. Danh sách sẽ tiếp tục kéo dài. Một cái vấn đề quan trọng không kém đó là sự vắng mặt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hai kỳ họp quan trọng gần đây, đó là Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương và mới nhất là Hội nghị Quân ủy Trung ương. Sự vắng mặt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cho là do vấn đề sức khỏe của ông Trọng hiện nay rất xấu. Những cái nguồn tin nội bộ tiết lộ cho hay Tổng Bí thư đang được các bác sĩ Trung Quốc do Chủ tịch Tập Cận Bình mới tăng cường bổ sung sang Hà Nội để chữa trị một cái chứng gọi là suy gan và viêm phổi cho Tổng Bí thư. Theo giới quan sát, những cái thông tin vừa kể có một ảnh hưởng rất lớn tới tình hình chính trường Việt Nam khi Chủ tịch Tô Lâm chưa kiểm soát được hoàn chỉnh chính trường. Điều này là cái lý do tại sao tình hình chính trị Việt Nam từ nay tới Hội nghị Trung ương 10 sẽ quyết liệt chưa từng thấy. Các bên sẽ xuất hết nội công để ra sức bằng mọi giá đánh bại đối thủ của mình. Trong khi đó, các nguồn tin nội bộ tiết lộ cho hay một cái khả năng cao ông Phạm Minh Chính được Trung Quốc ủng hộ và chọn kế nhiệm cho Tổng Bí thư Trọng chứ không chắc là ông Tô Lâm, bởi vì Trung Quốc từng ủng hộ ông Phạm Minh Chính làm bí thư Quảng Ninh. Và một cái khả năng cao thấp thế nào phải đợi Trung Quốc có mời Chủ tịch nước Tô Lâm sang thăm chính thức Bắc Kinh trong vai trò Chủ tịch nước vào thời gian tới hay không? Vẫn theo các nguồn tin nội bộ tiết lộ cho hay, các cái tướng lĩnh quân đội có xu hướng chung là ủng hộ Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng 14. Việc tại Hội nghị Quân ủy Trung ương ngày 8 tháng 7 năm 2024, người chủ trì điều hành hội nghị là Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chứ không phải Bộ trưởng Bộ Tô Lâm. Bên cạnh đó, hầu hết các gương mặt thân cận với Tổng Bí thư, đó là Lương Cường, Trần Cẩm Tú, Phan Đình Trạc, Lê Minh Hưng, Lê Hoài Trung đã cho thấy sự ủng hộ trong nội bộ lãnh đạo cấp cao đối với Chủ tịch Tô Lâm đang suy giảm rõ rệt. Trái ngược những với tin tức tốt lành của ông Phạm Minh Chính, thì ông Tô Lâm được cho là trong tình thế tứ bề thọ địch khi phe Nghệ Tĩnh bắt đầu phục hồi thế lực, trong khi Bắc Kinh đang tìm mọi cách gây áp lực đối với ông Tô Lâm cả trên bộ trên biển trước chuyến công du ngoại quốc như đã thấy. Trong khi đó có những cái tin tức liên quan cho hay Bộ Công an đang chuẩn bị lật lại cái hồ sơ Sipucha của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, ông Trọng bị cáo buộc làm lợi cho nhà đầu tư Indonesia, tránh thuế làm thiệt hại cho ngân sách 3.000 tỷ. Đổi lại, ông Trọng đã nhận những món quà bằng tiền mặt và hiện vật với giá trị hàng triệu đô la. Và đáp trả phe Nghệ Tĩnh tuyên bố sẽ lật lại hồ sơ vụ án mobile phone mua 95% cổ phần của công ty IPG của em trai Phạm Nhật Vượng, bao Tô Lâm trong cái vai trò đồng phạm đã tiếp tay bao che thông qua các cái văn bản mật, đã làm cho nhà nước thất thoát gần 7.000 tỷ. Những cái điều vừa kể để quý vị thấy rằng sự mất đoàn kết trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tới cùng một mức, một mất một còn như những cái kẻ thù không đội trời chung họ đối xử với nhau. Và rõ ràng, những trận đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra cái triền miên không có hồi kết. Trong khi đó, có những ý kiến phân tích cho rằng ông Tô Lâm nỗ lực để giữ chức Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước và trở thành một Putin mới ở Việt Nam. Theo đó, với rất nhiều những cái chỉ dấu và diệt tham nhũng, nhưng hàm ý là loại bỏ các cái địch thủ, ông Tô Lâm được cho là đang ở thế thượng phong. Một cái khả năng cao sẽ trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam tới đây. Theo nhật báo tài chính Nikkei Asia, ngày 8 tháng 7 năm 2024 đã dẫn một cái bài phân tích của một số chuyên viên chính trị cho rằng ông Tô Lâm có thể trở thành một tay
độc tài sắc máu giống như Putin ở nước Nga, quyền hành sẽ được thâu tóm về một tay đương sự chứ không phải qua tập thể lãnh đạo của Bộ Chính trị như hiện nay. Theo đó, Tổng Bí thư Đảng ông Nguyễn Phú Trọng tuy làm trùm cuối của chế độ, nhưng khi tiếp Putin chỉ ngồi một chỗ chứ không thể đứng theo phép xã giao. Điều đó gián tiếp cho thấy sức khỏe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có rất nhiều những cái vấn đề. Trong khi đó, theo Nikkei Asia, trong chuyến viếng thăm Việt Nam của Putin, ông Tô Lâm làm cái người cầm đầu các cái cuộc thảo luận với lãnh tụ độc tài nước Nga khi ông lên ghế chủ tịch nước từ tháng 5. Tiếp theo, một cái chiến dịch đánh tham nhũng dữ dằn với hệ quả thay đổi sâu xa một cái bức tranh chính trị nội bộ của Việt Nam mà hai chủ tịch nước, một chủ tịch quốc hội và một thường trực ban bí thư, đó là chưa kể tới hai phó thủ tướng, một bí thư thành ủy bị buộc phải xin thôi chức trong vòng hơn một năm. Theo đó, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bị ép thôi chức tháng 3, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ thôi chức cuối tháng 4. Trước ông Thưởng, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã bị ép thôi chức vào tháng riêng năm 2023. Tại các xứ lâu nay được giới đầu tư ngoại quốc tin tưởng ở một cái sự ổn định chính trị thật bất thường, khi còn hai nhân vật số 2 trong tứ trụ lại bị đẩy ra ngoài trong thời gian ngắn như thế. Vài tháng trước đó, ông Nguyễn Xuân Phúc và hai phó thủ tướng, đó là Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam mất ghế. Vài tuần lễ sau tới Vương Đình Huệ và bà Trương Thị Mai xin thôi chức, người được coi là cái nhân vật số 5 trong hệ thống Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ sau tứ trụ, một cái người được coi là trong sạch nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, bà Trương Thị Mai cuối cùng cũng phải nhận cáo buộc lãnh 2 triệu đô la từ bà Trương Mỹ Lan. Theo Nikkei Asia, kể từ khi Việt Nam bắt đầu một cái kế hoạch đổi mới về kinh tế năm 1986, giới đầu tư ngoại quốc và các định chế tài trợ quốc tế theo nhau bơm tiền giúp cho nước này thoát nghèo, qua đó các chương trình viện trợ đầu tư, nhưng cũng từ đó tham nhũng theo nhau luôn sâu leo cao, là điều mà bà Võ Thị Doan, cựu phó chủ tịch nước, từng phải than. Bọn quan chức bây giờ nó ăn không trường cái thứ gì của dân. Nikkei Asia dẫn lại cái lời kể của một giám đốc công ty Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam cho biết, khoảng 10 năm trước đây, ông đã từng bị đòi hối lộ 10% trên tổng số doanh thu khi họ xin thành lập một cơ sở sản xuất ở địa phương. Vị giám đốc này mô tả đó là cái văn hóa tham nhũng, ít làm giàu cho một cá nhân mà là tập quán của các quan chức trung cấp cấu kết với nhau để chia chác các khoản ngoại bổng. Một cái mà ông không tìm nó dễ dàng biến mất đối với nền kinh tế Việt Nam. Theo đó, Nguyễn Phú Trọng giữ chức Tổng Bí thư từ năm 2011, luôn luôn lặp đi lặp lại cái lời thề thốt chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tới năm 2013, khi ông Trọng không tin cậy vào cái đám quan chức chống tham nhũng từ chính phủ, ông lập riêng một cái ủy ban chống tham nhũng trung ương, trong đảng và chính ông ta là người cầm đầu. Sau đó Tô Lâm được đôn lên làm Bộ trưởng Bộ Công an và ở chức vụ đó trong suốt thời gian hơn 8 năm trước khi làm Chủ tịch nước, và Tô Lâm trở thành một cánh tay đắc lực của ông Trọng trong các chiến dịch đánh tham nhũng gần đây. Theo tác giả, tại Việt Nam, tội phạm tham nhũng không chỉ ăn hối lộ mới là tội. Những cái kẻ có chức có quyền cấp cao ở bên trên bị cột cho tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng cũng là cái hình thức tham nhũng khi người ta không bắt được quả tang, tay anh còn đang trong lọ kẹo. Và chính cái định nghĩa mở rộng ấy là tiền đề cho những cái vụ đấu đá nội bộ đảng đẩy ra ngoài những cái kẻ không cùng phe cánh ăn cắp. Vì vậy, chống tham nhũng là một cái tình thế rất phức tạp. Nó là thứ võ khí chính trị khi khôn ngoan sử dụng, các cái phe phái đang thất thế khó có thể chống đỡ. Thế đang lên của kẻ này bị trúng đòn thì phải xin thôi chức để về nhà làm người tử tế. Theo nhà nghiên cứu Nhật Bản Futaba Ashizuka của cái tổ chức ngoại thương Nhật Bản đã đưa ra một cái nhận xét
qua một cái ẩn dụ. Theo đó, bất kỳ một công quan nào cũng có vài bộ xương giấu trong tù. Hàm ý có những cái bí mật cần phải giấu kín. Tuy nhiên, một cái câu hỏi đặt ra là tù của ai sẽ bị lục soát? Và việc một số lãnh tụ cho bù bí ẩn cẳng là những cái dấu hiệu của đấu đá quyền lực. Núp dưới bóng chống tham nhũng, những cái nhân vật như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thường, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai là những cái nhân vật mà ông Tô Lâm lựa chọn họ trước, trong khi ông Nguyễn Phú Trọng bây giờ đã ngoài 80. Cuối năm 2023, ông Nguyễn Phú Trọng đã vắng mặt trong suốt 3 tuần lễ, rồi người ta đã có những tin đồn rằng ông đã chết. Nhưng bất ngờ lại thấy ông Nguyễn Phú Trọng dự một cái cuộc họp bất thường của Quốc hội vào ngày 15 tháng Giêng. Dù sao, trước những dấu hiệu sức khỏe tồi tệ, dường như ông Nguyễn Phú Trọng đã trao toàn bộ quyền điều khiển chiến dịch chống tham nhũng cho ông Tô Lâm, và ông Tô Lâm đã lạm dụng dẫn đến một loạt các cho bưu. Đó là những nhân vật thân cận nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai bị hất cẳng. Ông Nguyễn Phú Trọng sức khỏe xuống dốc như thế, khó lòng có thể trụ lại ghế Tổng Bí thư ở kỳ đại hội tới vào đầu năm 2026. Với những chỉ dấu hiện nay, Tô Lâm sẽ có nhiều phần sẽ thay thế. Một cái câu hỏi đặt ra, nếu Tô Lâm leo lên được chiếc ghế Tổng Bí thư, theo giới quan sát tại Trung Quốc, Tập Cận Bình đã thâu tóm toàn bộ quyền lực vào trong tay một mình ông ta. Đồng thời, Putin cũng củng cố đưa bọn quyền hành để trở thành cái nhà độc tài, không một ai dám thách đố mà không bị bỏ tù hay bị thủ tiêu. Khuynh hướng này đang có vẻ tiến triển tại các nước cộng sản hoặc hậu cộng sản. Vẫn theo cái bài viết trên Nikkei Asia, ông Tô Lâm đang tỏ vẻ nhắm quyền tập trung quyền hành vào tay một mình ông ta. Nếu chuyện này xảy ra, lập tức Tô Lâm sẽ đi ngược lại với truyền thống lãnh đạo tập thể vẫn diễn ra tại Việt Nam trong mấy chục năm qua sau thời Tổng Bí thư Lê Duẩn, và sử dụng một cái vai trò chống tham nhũng để loại bỏ tất cả các đối thủ. Tuy nhiên, ở Việt Nam chưa từng có Tổng Bí thư Đảng đi lên từ Bộ Công an, nhưng Tô Lâm đã thứ tự xây dựng những cái nền móng cho sự sắp đặt có lớp lang thuận lợi cho mình. Lương Tam Quang, một cái tay chân thân tín, Nguyễn Duy Ngọc, một cái tay thân tín khác, cùng là đồng hương Hưng Yên, được bố trí vào các vai trò quan trọng. Đó là Bộ trưởng Bộ Công an và Chánh Văn phòng Trung ương. Và việc thăng tiến nhanh chóng ở những chức vụ then chốt của Đảng và Nhà nước đối với các nhân vật thân cận của Tô Lâm đã dấy lên những sự lo ngại Việt Nam đang có những dấu hiệu tiến về phía độc tài quá khích. Và thưa quý vị, người ta đang chờ xem những cái gì sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới, đặc biệt Hội nghị Trung ương 10 và tiến tới Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Và thưa quý vị, liên tục chương trình vẫn các tin tức liên quan tới sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và rõ ràng ông Nguyễn Phú Trọng trước những cái đồn đoán cho rằng đã qua đời từ đêm ngày 18 tháng 7. Đây là lý do vì sao Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam phải đưa ra một cái thông báo liên quan tới sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng tới một cái mức được cho là rất trầm trọng, cho nên Chủ tịch nước Tô Lâm phải điều hành đảng. Trong cái thông báo của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam chiều ngày 18 tháng 7 đã cho hay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không còn điều hành các hoạt động của đảng, thay vào đó là Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong khi đó, một số nguồn tin giấu tên từ Hà Nội đã tiết lộ với BBC rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã rơi vào cái tình trạng hôn mê sâu từ chiều ngày 17 tháng 7. Trong khi đó, có những nguồn tin khả tín nói với BBC ông Nguyễn Phú Trọng đã qua đời từ nửa đêm ngày 18 tháng 7, tức rạng sáng ngày 18 tháng 7. Theo đó, kể từ ngày hôm nay 19 tháng 7, nhà nước Việt Nam đã quyết định hoãn tất cả chương trình văn hóa nghệ thuật trên cả nước để chuẩn bị cho cái gọi là lễ quốc tàng. Một cái câu hỏi đặt ra, sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
trong giai đoạn gần đây đã ở một cái mức được cho là suy yếu trầm trọng như thế nào. Theo giới quan sát trong các thông báo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không còn điều hành các cái hoạt động của Đảng và người thay thế là ông Tô Lâm chủ tịch nước. Một cái câu hỏi đặt ra, tại sao người ta lại chọn ông Tô Lâm chủ tịch nước là người điều hành Đảng chứ không phải là thường trực Ban Bí thư Lương Cường, một cái nhân vật được cho là thân cận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó cần phải lưu ý thêm rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã vắng mặt gần một tháng này, và một cái lần cuối cùng ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trước công chúng đó là ngày 20 tháng 6 khi ông Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Nga Putin. Nhưng bất chấp những cái đồn đoán về tình trạng sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, giới quan sát quốc tế ngờ vực tại sao báo chí Việt Nam vẫn im lặng trong cái thời gian vừa qua. Trong cái thông báo chính thức mới nhất của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam về cái tình trạng sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được coi là cái hành động hiếm hoi của Đảng này. Vì thế có thể khẳng định sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang trong một cái tình trạng rất nguy kịch, thậm chí ông đã qua đời. Và trong thời gian qua, ông Nguyễn Phú Trọng đã phải vừa điều hành công việc, vừa điều trị cũng như chăm sóc sức khỏe. Theo giới quan sát, tính nghiêm trọng của vấn đề được thể hiện rất rõ trong thông báo của Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các lãnh đạo chủ chốt và thường trực Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cần phải tập trung huy động một cái đội ngũ các cái giáo sư, bác sĩ giỏi nhất với những cái điều kiện thuận lợi nhất để điều trị cho sức khỏe của Tổng Bí thư. Đáng chú ý, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra một cái lời kêu gọi đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước. Một cái câu hỏi đặt ra, tại sao người ta lại lựa chọn Chủ tịch nước Tô Lâm thay thế cho ông Nguyễn Phú Trọng tạm thời? Theo thông báo của Bộ Chính trị cho rằng, Bộ Chính trị đã thống nhất chọn Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì trong việc điều hành Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư và việc chủ trì các công việc của Đảng, vốn là quyền hạn của Tổng Bí thư theo quy định. Trong hệ thống của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, chức vụ Tổng Bí thư là người đứng đầu Đảng, thường trực Ban Bí thư làm cái nhân vật được cho là Phó Tổng Bí thư có cái nhiệm vụ tương đối quan trọng. Nghĩa là khi Tổng Bí thư không thể điều hành Đảng thì thường trực Ban Bí thư sẽ tạm thời thay và sẽ nắm quyền Tổng Bí thư. Tuy nhiên, ông Lương Cường, một cái nhân vật mới được bổ nhiệm và chức vụ thường trực Ban Bí thư, uy tín và năng lực chưa đầy đủ và chưa thể so sánh với Chủ tịch nước Tô Lâm, một cái nguyên thủ quốc gia, một cái người được cho là được giao trọng trách điều hành. Khi sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cho là tạm thời không đảm đương trọng trách, theo BBC tiết lộ những cái nguồn thạo tin từ Ba Đình nói với họ rằng trước khi bị hôn mê sâu vào chiều ngày 17 tháng 7 thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lựa chọn ông Tô Lâm là người điều hành. Sau đó Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã thống nhất cao. Theo BBC cần phải lưu ý trong cái thông báo của Đảng Cộng sản Việt Nam, người ta sử dụng cụm từ điều hành chứ không sử dụng từ quyền Tổng Bí thư đến thường trực Ban Bí thư, đã bị gạt ra ngoài và vì thế Chủ tịch nước Tô Lâm đảm trách chức vụ người thay thế cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm cái điều không có gì sai trái. Đồng thời các nguồn tin cũng cho BBC biết rằng trong số các cái thành viên của Bộ Chính trị hiện nay thì chỉ có ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính là hai người đã làm trọn một cái nhiệm kỳ Bộ Chính trị và đang trong một cái nhiệm kỳ thứ hai. Do đó theo quyết định 214 của Bộ Chính trị, ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính trên danh nghĩa là những cái người có đủ tiêu chuẩn để đảm đương trọng trách. Tuy nhiên trong cái tình cảnh hiện tại, Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn tiếp tục điều hành chính phủ để ổn định sẽ làm cái điều hợp lý hơn. Nhưng một cái vấn đề quan trọng nhất theo giới phân tích, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng Chủ tịch nước Tô Lâm vì ông Tô Lâm đóng cái vai trò quan trọng trong công cuộc đốt lò chống tham nhũng của ông Trọng
từ trước tới đây, bất kể ông Nguyễn Phú Trọng có những sự không hài lòng đối với ông Tô Lâm trong việc loại bỏ các nhân vật được cho là thân cận với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, theo giới chuyên gia cho rằng cuộc chiến đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là di sản của ông, do đó ông Tô Lâm phải có trách nhiệm duy trì và tổng cuộc chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tới sẽ ra sao. Theo BBC, ngoài những cái thông báo hiếm hoi của Đảng Cộng sản Việt Nam về sức khỏe của vị Tổng Bí thư 80 tuổi, một cái động tác khác đã khiến cho giới quan sát càng tin rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ở trong tình trạng rất nguy kịch, thậm chí đã qua đời. Cụ thể, ngay trước khi có những cái thông tin về sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã giao cho ông Tô Lâm ký một cái quyết định tặng cho ông Nguyễn Phú Trọng huân chương sao vàng. Theo thông báo chính thức, Bộ Chính trị đã có quyết định trao tặng huân chương sao vàng cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 18 tháng 7, và ông Tô Lâm là cái người thực hiện quyết định tặng thưởng. Trong khi đó, theo giới quan sát, huân chương sao vàng là cái huân chương cao quý nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tặng cho các cái cá nhân có công lao to lớn, đặc biệt liên quan tới sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Tuy nhiên, công luận thấy rằng việc tăng thưởng cái huân chương sao vàng thường được áp dụng cho những cái người đã qua đời. Đó là lý do tại sao giới quan sát nói với BBC rằng huân chương này là quan trọng nhất trong các cái huân chương, và theo thông lệ thường là để thưởng cho những cái cá nhân đã hoàn thành nhiệm vụ hay đã qua đời. Và ít nhất từ năm 2009 cho tới nay, những cái cá nhân nhận huân chương sao vàng đều là những cái người đã qua đời sau đó được truy tặng. Và việc đột nhiên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam trao tặng huân chương này cho ông Nguyễn Phú Trọng cùng với những cái thông báo liên quan tới sức khỏe và việc ông Tô Lâm thay cho ông Nguyễn Phú Trọng điều hành các cái công việc của Đảng, rõ ràng nó phản ánh cho thấy tình trạng sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực sự đã nguy kịch, thậm chí đã qua đời. Một cái câu hỏi mà nhiều người đặt ra sẽ là ai sẽ thay thế cho ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư trong cái giai đoạn còn lại của Đại hội 13, và đặc biệt sau Đại hội 14, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2026. Theo giới quan sát, nhìn vào cái tình hình hiện tại thì ông Tô Lâm là một cái người có cơ hội cao nhất để trở thành quyền Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cho tới Đại hội 14, bởi theo quy định của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư phải là cái người đã kinh qua cũng như hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ ở chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy hay trưởng các ban bộ ngành của Trung ương. Đồng thời Tổng Bí thư phải tham gia Bộ Chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên, trường hợp đặc biệt sẽ do Ban Chấp hành Trung ương quyết định. Đó là do theo giới quan sát quốc tế, khi ông Trọng qua đời, một cái khả năng cao ông Tô Lâm sẽ thay thế. Theo đó, sau hàng loạt các sự rời ghế của các ủy viên Bộ Chính trị được đánh giá là những cái ứng viên sáng giá trong cuộc đua vào vị trí Tổng Bí thư, đó là các nhân vật Võ Văn Thường, Vương Đình Huệ hay Trương Thị Mai, thì hiện nay chỉ còn ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính. Và tình hình chính trị Việt Nam sẽ ổn định hơn nếu ông Phạm Minh Chính tiếp tục điều hành chính phủ, còn ông Tô Lâm có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, cũng như cách ông Nguyễn Phú Trọng đã từng thực hiện vào năm 2018 sau khi Chủ tịch nước Việt Nam ông Trần Đại Quang qua đời trong một cái điều kiện được cho là mắc bệnh lạ. Tuy nhiên, theo giới quan sát, đây chỉ là cái sự sắp xếp tạm thời cho tới Đại hội Đảng 14 tới đây mà thôi. Và việc ông Tô Lâm có trở thành Tổng Bí thư vào Đại hội 14 hay không thì còn quá sớm để có thể đưa ra các dự báo. Theo đó, với phương án tạm thời, Ban Chấp hành Trung ương Đảng phải có một cái hội nghị tiến hành bầu chọn theo quy định của Điều lệ Đảng. Ban Chấp hành Trung ương sẽ triệu tập một cái hội nghị bất thường như đã thấy, và Chủ tịch nước Tô Lâm, cựu Bộ trưởng Bộ Công an, sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957.
ông Tô Lâm sẽ 68 tuổi vào thời điểm Đại hội 14 diễn ra vào năm 2016, và nếu không tái ứng cử hay đắc cử vào một trong năm vị trí đó là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng hay Thường trực Ban Bí thư, thì ông Tô Lâm chắc chắn sẽ phải về hưu, bởi vì chỉ có năm vị trí vừa kể mới được xét duyệt trong cái gọi là điều kiện đặc biệt, liên quan tới một cái câu hỏi về sự kế thừa. Theo đó, sau khi ông Nguyễn Phú Trọng không còn khả năng điều hành, liên quan tới vấn đề sức khỏe, hiện nay ông Tô Lâm trở thành một cái nhân vật giữ vai trò lãnh đạo cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay. Một cái câu hỏi đặt là ai sẽ thay thế cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng? Đây là một cái câu hỏi được cho là đã đặt ra từ lâu, thậm chí trước cả Đại hội 13 năm 2021. Theo giới phân tích quốc tế, tuy nhiên ông Nguyễn Phú Trọng đã phá vỡ với tiền lệ cũng như điều lệ đảng, khi ông Nguyễn Phú Trọng cố tình chây ý tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp tại Đại hội 13 diễn ra vào năm 2021. Và giờ đây, khi ông Nguyễn Phú Trọng vì nguyên nhân sức khỏe đã không thể điều hành đất nước, một cái câu hỏi ai kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng lại được đặt ra với cái tính chất được cho là cấp thiết hơn bao giờ hết. Và ông Tô Lâm hiện nay cũng chỉ làm cái nhân vật được phân công tạm thời thay thế cho ông Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Việc ông Tô Lâm chứ không phải là ông Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư tạm thời thay thế cho vai trò của ông Nguyễn Phú Trọng, đã gợi ý cho thấy một cái khả năng ông Tô Lâm sẽ là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội 14 tới đây cũng là cái điều khó thể. Và thưa quý vị, trên mạng xã hội có những cái thông tin từ thời báo, từ Cộng hòa Liên bang Đức liên quan tới những cái thông tin về việc lo hậu sự cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và thưa quý vị, đây là những cái thông tin trong các cái bản tin trước đây Can Thiệp Vì đã đề cập, được cho là các cái thông tin liên quan và lan truyền trên mạng xã hội. Chúng tôi không có điều kiện kiểm chứng, tuy nhiên đưa các thông tin dưới đây theo một cái cách được cho là hết sức dè dặt. Theo đó, ngày 15 tháng 7, nguồn tin của thời báo cho biết Thiếu tướng Lê Hữu Trọng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 108, cùng với Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương, các bác sĩ Trung Quốc và các chuyên gia bảo vệ sức khỏe đầu ngành đã tiến hành hội chẩn kết luận Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chết não. Theo đó, Giám đốc Bệnh viện Quân y 108 đã tới số 5 Thiền Quang, tư gia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nơi bà Ngô Thị Mận, vợ của Tổng Bí thư, đang cư trú, và thông báo cho gia đình ông Nguyễn Phú Trọng biết để chuẩn bị tinh thần xác định trong việc lo hậu sự cho Tổng Bí thư. Theo nguồn tin nội bộ cho biết, dự kiến nhà nước Việt Nam muốn chọn tỉnh Núi Thạch Bàn thuộc tỉnh Vĩnh Phúc làm nơi an táng cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là ba ngọn trong núi dãy Tam Đảo, hay gọi là Ba Gò, hay một cái tên khác gọi là Thạch Bàn, Thiên Thị và Phù Nghĩa. Theo đó, nếu những cái ngày thời tiết đẹp, đứng trên đỉnh núi này có thể nhìn thấy toàn bộ nội thành Hà Nội. Được biết, bà Ngô Thị Mận và con gái đầu lòng của ông Nguyễn Phú Trọng là bà Nguyễn Kim Ngọc đã từ chối và muốn đưa Nguyễn Phú Trọng về chôn cất ở xã Đồng Hội, huyện Đông Anh. Theo phu nhân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận cho biết khi còn khỏe, ông nhà tôi, tức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từng nói làm quan chức nhà nào to giành lấy để ở, khi chết giành lại đất của dân để xây lăng mộ. Đừng làm như vậy, đời sau con cháu nó nguyền rủa. Đồng thời bà Ngô Thị Mận cũng nói thêm, sống đừng để phải xót xa ân hận, để khi về với cát bụi thì lại càng phải giản dị và khiêm tốn hơn. Vẫn theo bản tin của thời báo cho hay, khu mộ cổ của Chủ tịch nước Việt Nam ông Trần Đại Quang tại xóm 13 xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, rộng tới 55.000 m², tức 5,5 hectare, khoảng 15 mẫu bắc bộ với 7.000 cây xanh các loại, tạo ra một cái cảnh quan được cho là vĩ đại.
Trong khi đó, thời báo cho hay, theo nhận định của các bác sĩ bệnh viện 108, thì ông Nguyễn Phú Trọng khó có cái khả năng tiếp tục một cái đời sống thực vật sau khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời. Một cái câu hỏi đó là ai sẽ thay cho Tổng Bí thư? Theo giới quan sát, 70% người Việt Nam sẽ nghĩ là ông Tô Lâm và 30% nhận định một cái khả năng là ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, đó là những vấn đề dự kiến. Trước mắt, ông Tô Lâm sẽ đảm trách một cương vị tạm quyền Tổng Bí thư thay cho ông Nguyễn Phú Trọng cho tới hết Đại hội 13 và Đại hội 14 diễn ra vào năm 2026 được cho là ban lãnh đạo Việt Nam sẽ tính tiếp. Và thưa quý vị, xin nhắc lại, ông Tô Lâm hoàn toàn không có những cái quyền lực vô đối, dù rằng theo BBC tiết lộ, ông Nguyễn Phú Trọng là người lựa chọn ông Tô Lâm và được một cái sự đồng thuận cao trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, Bộ Chính trị sẽ tạo điều kiện hết sức cho ông Tô Lâm đảm trách một cái cương vị dẫn dắt và lèo lái nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời gian qua, ông Tô Lâm có những cái biểu hiện được cho là lạm quyền. Do đó, Bộ Chính trị đã chấn chỉnh và yêu cầu ông Tô Lâm thực hiện chức trách Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư trong giới hạn quy định của Đảng mà thôi. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của CanTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Một lần nữa xin lưu ý quý vị, những ai chưa đăng ký các cái kênh dự phòng của CanTV, kính mời quý vị hãy đăng ký bằng cách bấm vào logo trên trang chủ của hai kênh Việt Thành CanTV 3 và CanTV 5 sẽ dẫn quý vị tới một cái trang dự phòng. Sau đó quý vị hãy bấm vào nút đăng ký và đừng quên bấm vào nút chuông để quý vị có thể nhận được các cái thông tin mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye quý vị.